Chào các bạn, Sen và Gốm xin trân trọng giới thiệu với các bạn chiếc bướm hút độc màu đỏ vẽ vàng kim với đề tài mã đáo thành công. Đây là một sản phẩm khá phù hợp với những người có mệnh hỏa. Một sản phẩm của xưởng gốm Nghệ Nhân. Chiếc bình này cao chừng 33 cm. Thêm cả kê chân nữa là khoảng tầm 35, thôi đến 37 cm, tùy theo chiều cao của đế. Chúng ta sẽ cùng xem các cái họa tiết ở phía trên của chiếc bình này. Miệng bình sẽ là kẻ chỉ vàng. Xung quanh miệng, hình ảnh mã đáo thành công là sẽ phù hợp với các doanh nhân hoặc những người làm ăn kinh doanh. Trên các sản phẩm gốm sứ thì không tránh khỏi những cái lỗ châm kim. Tuy nhiên, đối với những hàng kỹ thì sẽ hạn chế được rất nhiều những cái lỗ châm kim ở trên thân của sản phẩm. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.